Anh Lương, người mua nhà tại dự án khu dân cư đô thị phía Tây quốc lộ 10 cho biết, năm 2011, anh đã nộp tiền cho công ty đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long với hình thức là hợp đồng vay vốn. Đổi lại, anh được hưởng quyền mua một suất đất tại khu đô thị này. Thế nhưng đến nay, hạ tầng khu đô thị đã hoàn thành từ lâu rồi, nhưng gia đình anh thì vẫn không được phép xây nhà. Công an của thị trấn là ra là yêu cầu là gia đình tôi đình chỉ, chỉ bảo là chưa được phép làm nhà. Thế thôi chứ còn cũng không có lý giải gì cả. Có hơn 400 hộ mua đất cũng trong tình trạng tương tự. Tất cả đều mua của 3 đơn vị là công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long có trụ sở tại Thái Bình, công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát có trụ sở tại Gia Lâm, Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Lycosi 2 và đều không được phép xây nhà. Trong khi đó, thì chỉ những khách hàng mua của liên doanh công ty xuất nhập khẩu Phú Hưng và công ty cổ phần Nam Sơn thì không hiểu sao lại được phép xây dựng. Bên cạnh đất với nhau mà bên họ thì được làm mà mình không được làm. Thế thì tôi chẳng hiểu ra lý do tại sao. Hỏi các lãnh đạo thôi, họ nói là chưa được làm nhà, cho đến giờ tôi cũng không biết hỏi ai được nữa. Liên quan tới việc có 3 đơn vị bán đất cho người dân và hiện đều không được phép xây dựng, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng cho biết, năm 2011, do không có kinh phí để triển khai dự án, nên huyện Đông Hưng thời điểm đó đã ký kết với 3 nhà đầu tư này theo hình thức nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng hạ tầng, huyện thì trả bằng đất. Tuy nhiên thì đến năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã kết luận vụ việc này là sai phạm, nên từ đó đến nay, huyện không thể giao đất cho các đơn vị này theo cam kết. Thanh tra Chính phủ đã có cái kết luận cái việc là giao đất cho các nhà đầu tư có vốn không qua thông qua hình thức đấu giá ấy là trái quy định của nhà nước. Thế chính vì vậy nên là Ủy ban huyện Đông Hưng cũng chưa thể giao đất được cho các cái nhà đầu tư có vốn. Chính vì vậy nên là cái việc này thì hiện nay thì Ủy ban tỉnh cũng như huyện Đông Hưng thì cũng đang tiến hành rà soát các cái thủ tục hồ sơ, nhưng mà sau này cũng sẽ phải báo cáo với Thanh tra Chính phủ để có cái hướng tháo gỡ. Thì thời gian thì chúng tôi thì không thể trả lời được đến bao giờ xong được. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng cũng cho biết, hiện các công trình được phép xây dựng vẫn thuộc phần lớn quỹ đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình giao cho liên danh công ty xuất nhập khẩu Phú Hưng và công ty cổ phần Nam Sơn, chủ đầu tư chính thức của dự án. Được biết, cuối năm 2010, sau khi ký kết với huyện Đông Hưng về việc ứng vốn làm hạ tầng, trả bằng đất, lẽ ra thì công ty xuất nhập khẩu Thăng Long, công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Lycosi 2 phải triển khai xây dựng và được huyện bàn giao đất thì mới được phép bán cho người dân. Nhưng các đơn vị này lại lách luật bằng cách huy động vốn của hơn 400 người mua nhà và cam kết trả bằng đất khi chưa được giao đất. Dẫn đến việc khi Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng không giao đất được cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng không có đất trả cho người dân, gây thiệt hại cho họ.